vẫn không. Đó, không có lỗi nào hết cả. Nào bây giờ đến bài của Phương Anh nhé. Cái chỗ mà lượng từ cái chầu chi em đoán bừa em biết có đúng không? Sổ chi á. Vâng. Đâu chờ chị xem lại nào. Châu chỉ. À, châu châu chữ y bao châu chữ. Châu chữ là cái gì đấy? Cái hộp giấy. À cái em tra tra Google, đó là cái khăn giấy rút ấy ạ. Đúng rồi. Cái giấy kiểu tròn tròn này đúng không? Con giấy Có rút. khi là cái rút, Cái khăn giấy giấy rút rút thì thế thì em sẽ ghi là khứa. Y vâng. khứa châu chữ. Thế em là sao em nói hẳn câu một câu là bên phải của cốc nước là một cuộn giấy rút. Đó kiểu như vậy ấy. Thì nó Google sẽ cho em luôn cái kết quả đúng, còn em mà chỉ tra mỗi cái cuộn giấy thôi thì nó không hiểu bối cảnh ý, thì nó dịch không chuẩn. Google nó cũng thông minh phết đấy. À không, tức là nếu mà em tra cái câu đấy thì nó lại dịch cái từ của cái hộp giấy là cái từ khác cơ ạ. Nhưng mà lúc em xem những cái bài học mà người ta dạy các cái từ chỉ nghĩa của những cái từ liên quan đến giấy ăn ấy ạ, thì nó lại ghi là cái châu chữ này. Ừ thì chị có nói bảo gì đâu, ý của chị là như thế. Nhưng mà nếu mà là cái hộp ý thì em ghi là một cái khứa, y khứa ấy. Khứa thì sẽ Vâng. có bộ nhất này, bộ khẩu, xong bộ mãnh, thì gọi là y khứa là cả một hộp, nghĩa là cái hộp. Còn bao ở đây là một cái, y bao là một gói, một gói tùy nhá. Nhưng mà có khi cũng là một bao đấy nhỉ, một gói đấy nhỉ. Nhưng mà thường thường là cái đã có cái rút rút thì nó phải là một cái hộp chứ đúng không? Nó cũng là cái túi bóng nữa. Túi bóng mà cũng rút được à? Vâng. Thế thì có khi đúng, thế thì bao là đúng đấy. Nhưng mà nếu là hộp mà kiểu là hộp giấy ấy, thì lại là y khứa, thế thôi. Vâng. Ok, rồi tốt rồi. Rồi, ok Phương Anh nào.我的桌子是粉红色的，桌子上有我用来学习和。娱乐的电脑，右边是一个笔盒，里面有很多不同类型的笔。桌子前面有我画的花和雕像，用来装饰，还有我写的一些激励我学习的笔记。桌子上还有一些中文书籍，我非常喜欢这张学习桌。他对我很有帮助，累的时候心情好，学习更好，更有效。Đúng rồi. Phương Anh dùng từ kiểu cao cấp hơn rồi một chút rồi đấy, tại vì là ví dụ như là một cái gọi là trung tâm ngữ ở đây thì Phương Anh bắt đầu thêm những cái cả một cái câu này đúng không? Chua sự sang nhiều cả cái ủa dùng lái xuế xí hứa hứa lừa tờ tiền não, thì có cả một cái cụm chủ vị ở đây làm định ngữ cho cái trung tâm ngữ tiền não này ấy. Thế là khi mà người ta nhìn thì người ta sẽ hiểu rằng là Phương Anh đã có ở cái mức khác ấy, tức là ở mức thử sử dụng cái ngôn ngữ ở một bậc cao hơn đấy. Khi mà đánh giá thì sẽ là có cái nhìn khách quan như thế đấy. Ok, chữ viết thì cũng gọi là chuẩn trí, chuẩn trí.
vuông vắn chuẩn chỉ như này và rõ nét như này là tốt rồi. Nhưng mà cái giới từ của cái khoa mấy thô xiang này thô sự chế mê nhiều của khoa tự khoa hứa theo xiang đúng không? Thường thì nó sẽ có y phú họa, họa thì là y phú họa, y bù hoặc là y phú tiêu xiang nhá. Y phú họa yếu ở họa tự yếu y phú yếu ở họa tự. Bí chỉ chỉ lý chỉ lý của xuế xí tập bí chỉ à. Đấy là gì đấy hả Phương Anh? Phương Anh ơi, cái này là gì? Chi li của xuế xí tập bị chi là gì? Có nghĩa là kiểu Kiểu gì? kiểu là có thêm mấy cái tờ ghi chú mình viết để ta động lực học tập với nhở. À, cái đấy hả? Cô cũng hiểu là như thế. Nhưng mà cái này đó là một tờ giấy hay là một cái bút à, một hay là một quyển quyển vở hay là một cái giấy nốt ý? Ý là giấy nốt đấy Bị chị cái phần này thôi như thế cũng được. Nhưng mà nếu mà rõ hơn thì sẽ tốt hơn. Bị chỉ à gì nhỉ? Bị chỉ chữ cũng được. Ví dụ bị chỉ chữ. Giấy nốt thì sẽ là bị chỉ chữ. Em thêm cái chữ vào cho rõ nghĩa ấy. Hiểu không? Nếu là cái giấy nốt thì sẽ là bị. Bị chỉ chữ. Xuế xí chua. Lây từ sứ hậu, xin chính hảo, suy xí更好,更有效. Chỗ này là gì? Chỗ này không rõ nghĩa lắm. Lây từ sứ hậu, xin chính hảo là gì? Ý là kiểu là có đoạn đoạn ở cuối cùng ấy kiểu tôi cảm thấy rất thích chiếc bàn học này, nó giúp tôi có tâm trạng tốt mỗi khi mệt mỏi, với cả là giúp tôi học tập tốt hơn và hiệu quả hơn. Thế còn lây thì gì? Lây từ sứ hậu là lúc nào mệt thì liên quan gì ở đây? Tức là những cái câu mà em ghi để khích lệ chính bản thân mình thì khi mà em nhìn vào ấy đúng không? Lúc em mệt em nhìn vào thì tâm trạng của em sẽ tốt hơn và học sẽ tốt hơn đúng không? Vâng ạ. Thế thì mình sẽ bổ sung thêm ý nghĩa đấy, cần phải diễn đạt rõ nghĩa hơn. Là phần này tập cách diễn đạt cho tốt hơn nào. Lây từ sứ hậu, khan tạo, bị chi chỉ, của xin chính, khuây hảo chỉ lái, xuế xí, càng hảo, càng hiệu xiệu. Theo câu thì có thể thêm một câu đơn giản như thế, nhưng mà nó lại giúp nghi cho cái phần nghĩa của mình nó rõ nét hơn ấy.
累的时候，坐上桌子，đúng không? Khi nào mệt thì bắt đầu ngồi vào bàn, đúng không? Khi mệt thì ngồi vào bàn thì nói như thế nào? Không mệt. Ý là khi mệt khi ngồi vào bàn ấy hả? Khi nào mệt thì em sẽ ngồi vào cái bàn đấy. Lây là chiêu chua chai chua tiên. Chạy chua sự là biên mà. Mình nói chưa biết tại mình ở đây. Khan tạo. Xong rồi khan tạo. Khan tạo gì? Không một công chuyện. Khan tạo tự kỷ. Không hỏi về xin chiếu. Tự chỉ số xỉa. Tờ. Bị chỉ. Của xin chỉnh. Thì gì? Tâm trạng tốt hơn. Của xin chỉnh. Chiều hảo chỉ lại. Đấy, thế thêm cỡ nào đúng không? Lây tờ sử hậu, chua chai chua chữ, trở biên, phan tạo tư chỉ, xuống xỉa tờ bí chỉ, của xin chính chiều hảo chỉ lái. Xuyên xí cơ khảo, cơ hiệu xạo. Thì cô nghĩ là sẽ rõ nghĩa hơn. Phần diễn đạt này thì mình có thể nói là lây tờ sử hậu chua xạo, chua chữ, chảo. Cái chỗ này giống như là một cái góc mà là cái góc mà kiểu góc chốn thế giới của mình đúng không? Nó là cái thế giới riêng của mình ấy đúng không? Hình dung ra thế thì mới có thể là cái nơi mà mình ngồi vào một phát là mình sẽ tâm trạng của mình tốt lên được đúng không? Cái góc học tập thì nói như nào nhỉ? Một cái diễn đạt chua chạy chua trừ chưa pian chỗ này thì về nhà em sẽ suy nghĩ thêm nhé, như cái gọi là cái góc học tập chảo mình có cái từ là gì, xuế xí chảo hoặc là gì đó. Tóm lại là câu này, cái từ này ấy, thì em sẽ về em tinh chế nó để cho cái trau chuốt thêm nhé, để cảm giác đấy là một cái nơi mà trốn cả thế giới của mình ấy, một cái nơi của riêng mình ấy nhá. Cái này thì cái này về lại xem lại thêm thế nhá. Ok, còn An có bài không? Mình xem bài của An nhá. Em có nhưng mà em không biết được như các bạn, em vẫn phải phiên dịch theo kiểu Chữ của em đẹp phết nhỉ. Được rồi. kiểu vừa vừa phía đông vừa ấy nhỉ, Đúng rồi, như này là thì tốt mới nhất đọc đấy. được. Giờ ơi, bây giờ em đọc đi. Em nhìn thấy cái file share cả có cái file của mình không? Đó, bây Dạ giờ em em thấy đọc rồi nhá. ạ. Vâng ạ. Của tất chua sự sư lán xưa tợ, chưa sự sáng, chưa sự sáng chiêu khẩn tua tung chỉ, chưa sự sáng kiểu san sư bỉ, chưa sự của tơ bỉ, chưa sự sáng kiểu y tài Y thái chiên à? một cái, y tài chiên quả một cái điện thoại ấy ạ.
cơ sở chi thường là điện thoại di động đúng không? Vâng ạ. Thì mình sẽ nói là ý cơ sở chi ấy. Ỷ cơ ạ. Ý cơ sở chi. Đây, Vâng. em nói tiếp đi, xong rồi chữa sau. Vâng ạ. Trước sự của lão cung đưa tiên khoa, sầu chi chẳng chịu thiên bao. Chén bao à? Cái ví ạ. Đúng rồi, chén bao. Chén bao. Trước sư của tơ triển bao. Sao em biết thêm một câu ở dưới nữa nhưng mà chưa chưa viết vào đây ạ. Lẻng chi bẩn su giai sửa chi chiêu biên. Ở dưới em Chạy. chuẩn bị Ok. Thái, cái chữ này đọc là Thái thì chỗ này không không có cái nó không phải bộ Nhật đâu. Thái là có bộ tư và bộ khẩu như này thôi, không không có cả cái nét ở trong. Cái nét khoa ở đây đây là nét phẩy nhá. Nét phẩy nhá. Phẩy như này ấy, không phải là nét ngang như này đâu. Phẩy nhá. vâng Khoa ạ. này cũng là phẩy này. Cái này thì chắc viết đúng rồi. Dậu, cái chỗ này dậu thì thiếu một nét ngang. À, viết như này cũng rất tốt rồi ý. Cố Ok, như này thì có vẻ của mới đúng là trình độ HSK1. À, ok. À. Còn một cái là quay video bài tập làm văn buổi trước ý. Thì buổi trước lớp mình sử dụng từ rất là giỏi nhưng mà không biết là còn nhiều từ không, nên là cô gọi yêu cầu là quay video của cái bài đấy để mình nhớ ý, là của mình luôn. Nhưng mà không có ai quay hết ý. em có quay rồi nhưng không biết là có đúng không, quay quay cái mặt của mình đọc là cô hay là quay cái gì. Thực ra thì nếu mình ngại ý, thì mình không cần quay cái mặt mình đâu, mình chỉ cần quay cái chữ thôi, mình đọc thôi cũng được ý. Hình thức nào cũng được, miễn là cảm thấy mình thoải mái là được ý. Em Ok. Cái bài này là có cả bài quay của An à? Của Thủy An à? vâng ạ, cái bài này em quay, Ok. em đọc em quay rồi ạ. Còn cái bài ở phía trên em chưa làm được ạ. Chưa quay được, chưa làm hoàn chỉnh được ấy ạ, vẫn đang lủng củng lắm ạ. San chư bỉ. Chưa sư ở tờ bỉ. Chưa sư ở tờ bỉ. Ừ, làm như này tốt đấy An ạ. Hiểu gì đây? Chén bao. Chén Có khi em bao. tí nhưng mà bạn nhỏ bạn ấy mang đi mất nên em Chả đang vờ giả vờ ạ. À, lúc kiểu đầu là có nhưng mà không biết mang đi đâu mất rồi. kiểu như đã cũ. Chị rất là thích những cái bài mà kiểu thực tế như thế này ấy, thì khi mà mọi người đọc mình nhìn ấy thì mọi người hình dung ra luôn ấy, nó rất là trực quan và thực tế. Bài này thế là tốt đấy. Rồi, ok. Ôi cái Thi suy chữ T đấy thì mình đọc là chữ thờ ấy. Thi suy.
Đấy. Thế này đọc thế này là mới là của mình này. Có cái chữ là ta ở giữa. Mình đọc là tha thì mình nhớ là ta nhá. Đấy. Còn Chỗ lại nào vậy? có một cái chỗ mà ủa ta ở giữa mải là cái gì đó ấy. Rồi ạ. Ừ, thế là được rồi. Đó. Những lần sau thì chị sẽ yêu cầu là học thuộc. Sẽ sử dụng sơ đồ tư duy để nói ấy, chứ không được 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 đọc nữa. Ngoài việc là mình viết ra, mình viết và mình đọc ấy là để mình đọc hiểu, nhưng mà mình nói để một cách trôi chảy ấy, thì mình sẽ cần có cái sơ đồ tư duy. Ví dụ như là chị gửi cho các em tham khảo ấy, với những bài mà chị yêu cầu là mình tập nói ấy, thì mình có thể sử dụng sơ đồ tư duy như này ấy. Thế xong rồi mình nói, mà cũng có thể là để dạy bọn trẻ con ấy thì mình dùng sơ đồ tư duy nhá. Chị share hình mọi người có nhìn thấy không? Có Ờ, đó đó như này xong rồi á là mình thứ nhất là khi mình chép vào một cái là mình nhớ thông tin mà mình đặt như thế này ấy, thì tự nhiên mình nhớ nhanh lắm. này Còn nó khi dễ nhớ. đó, buổi sau cô sẽ ra bài là mình sẽ ngồi thuyết trình nhá. ADC1 ở trình độ cao. Ok. Nào, hôm trước mình vẫn đang học ở lesson 9, mình học ở trai đúng không? Đang ở phần ngữ pháp trai. Bây giờ mình học tiếp lesson 9 nhá. Thực ra là trong việc quy định ngôn ngữ ví dụ HSK1 A2, nhưng mà thực ra nó cũng không phải là rõ ràng lắm. Như là cô có bao các bạn ở lớp HSK2 nhưng các bạn nói giỏi lắm. Nên là cô bảo là nhất là hồi mà bạn HSK1 các bạn đã gọi là buôn được bằng tiếng Trung Quốc rồi ấy. Các bạn ý là tại vì có cả bạn bè người Trung Quốc mà học ở Canada thì ở trường là học sinh quốc tế nhiều ý, nên là các bạn ý cũng chơi với cả người Trung Quốc nhiều. Thành ra các bạn ý nói tốt lắm. Nhưng mà vẫn học HSK1. Hôm trước mình đã học là trai rồi. Và cũng đặt các ví dụ về trai rồi. Bây giờ mình vào bài khóa luôn nhá. Hình như học hết bài 9 luôn rồi cô ạ. Thế Học hả? hết bài 9 rồi đấy ạ. Thì chị thấy Ginlot là mới đang học phần ấy, ít từ từ để xem lại nào. Trông cũng quen quen nhỉ, như kiểu là thực hành rồi đúng không? Tao để xem Hôm lại. đấy là mình học xong còn chưa giờ. Ở đây chơi nở. À đúng rồi, hoàn rồi, rồi ok bây giờ vào lesson 10 à. Mình đã ghi hoàn rồi đúng không? Em lại cứ không biết là Hoàn là ai. Hóa ra là Hoàn Hoàn là quán ấy, quán tiếng Trung Quốc chị ghi để giống như là trong phim ấy. Phim rồi ạ. bao giờ xong thì người ta hay ghi là hoàn. Trang đấy đăng lên nhưng mà cũng chẳng có ma nào nó vào đâu, chỉ có mấy người mình vào thôi mà, hay là cũng kệ. Nào bây giờ mình đọc nhá. You share lại lần nữa nào. Là mày ôn lại từ mới nào. Ở mày chỉ lấy túi sao à? Chắc là sư sẽ bắt dừa à? Cậu Về. cậu cậu nọ Bố nọ sư, bố sư nào? nọ Tuệ, nọ nào sẽ tuệ. chạy Chạy, cả lớp đọc đi, chạy. chạy Trigger nào. ý sự Ý tự. bị Trigger Trigger nào. tự Ý ý chào. ý chào ý Xảo. chào Tuệ. chào Trigger nào. Mau. mau mau Mau. Mau. mau Tuệ. mau Trigger nào. xiên miền xa Miền. miền Xa miền. xa Xa miền miền. Tại vì miền này là thanh nhẹ nên mình sẽ đọc xa này cao cao độ hơn. Xa miền. xa Xa. Đó. Xa miền. Miền. Miền nhiều nhiều bạn Việt Nam đọc là men. Đọc như kiểu là NN này đọc là men. Như này là bị ở sai bên này. lớp kia cũng có vài người đọc như thế.
Ừ, đây là yên. Mình đọc y trước xong rồi đọc en nhá. Miền, miền, xa miền, xa miền. Cô giáo cũng đọc sai. Nhiều khi cô giáo không đọc như thế nhưng mà học sinh cứ đọc như thế. Mọi người lại bảo là cô này dạy thế nào đúng không? Nào, tiếp tục nào, chi sĩ. Y sinh, y sinh. Y sinh. Ở Ở, sự. Ở ở, sự. ở tử. Ở Ở. sự. Công chúa. Công chúa. Công chúa. Công Công chúa. Công chúa. Công Y chúa.院. Y Y院.院Y院.医院Thì cái từ này医là yuan này, nhưng mà cô thấy là các cô ở ngôn ngữ Bắc Kinh thì các cô đọc là yuan, nhưng mà trên Baidu cô chặn lại thì cũng có các cái trang chính thống thì cũng đọc là yuan của u yuan, cho nên là cô nghĩ là cả hai đều đều được đấy, y yuan hoặc là y yuan. Nào, bây giờ mới là nỏ. nó Mình phân biệt giữa nỏ. đó Nỏ này lấy là nghĩa là gì? ở Nỏ đâu này nghĩa đâu là gì? Đúng đâu rồi. Thế còn cái này là gì? kia Đọc là gì? nào nào Đúng rồi, nỏ. Tiếp tục nào. Tuệ. Tuệ. bà Bà bà. Ok. Bây giờ một bạn hỏi, một bạn trả lời giúp cô nhá. Mình hỏi cứ có ba người lên mình sẽ quay vòng nhá. Hiền xong rồi đến An xong đến Phương Anh nhá. Nào, đầu tiên là Hiền hỏi An trước nào. Ní dậu xấu khẩu ma. Ở đây có rất là nhiều thanh ba đúng không? Ní dậu xéo cẩu ma là đúng rồi. An trả lời nào. An ơi. Em đang suy nghĩ. Ní dậu xéo cẩu ma là bạn có chó con không? Có. Của mấy con Với những câu hỏi về u thôi để chị phân tích cho, với những câu hỏi về ma nghĩa là có hai cách là, nhưng mà ở đây là với dậu thì mình sẽ nói là dậu. Thì xong rồi mình lặp lại là úa dầu xéo cầu, mình nhắc lại cả đoạn này. Còn hai là mình nói là mấy dầu. Đó, thì mình không nhắc lại nữa. Hoặc là úa mấy dầu xéo, mấy dầu, úa mấy dầu xéo cầu. Thì mình nhắc lại xong rồi mình úa mấy dầu xéo cầu. Đó. Có hai cách như vậy. Đúng không? Hay là ví dụ như là nǐ shì lǎo shì ma cũng vậy, tất cả những cái về ma ấy thì mình sẽ nói là shì, wǒ shì lǎo shì, bú shì, wǒ bú shì lǎo shì. Mình sẽ nhắc lại câu đấy nhá. Nào được không? An trả lời nào. Có cậu như thế Wǒ thôi à, cô wǒ yǒu xiáo kǒu. có Đúng rồi. xíu cậu. Đúng rồi. Bây giờ An hỏi Phương Anh nhé. Để tớ bây giờ trai nào Sạng. Ở tờ bây dạy chua chữ sạng. Rồi tiếp nào. Phương Anh hỏi Hiền nào. Nǐ de hānyú shū zài nǎ? Wǒ de hānyú shū zài chuō zhì shǎng biàn. Đây. Tại chuo zhì shàng biàn. Bây giờ mình tranh thủ xem từ mới nào. Chuo zhì shěnme nào? Chuō zhì chuō zhì. Tiếp nào. Chuo zhì shuǐ à? Chua, chua, Chuo à, ta sẽ chuo shěnme? chua, Chuo, chuo là ngồi. Tha chạy thả can什么?
看书là đang đọc sách, kàn shu, đọc sách. phản xuất Đấy. điện não Điện điện não. não điện não Điện não là máy tính, đây là máy máy tính bàn. Mình còn có sổ thí điện não là máy tay, máy cầm tay, máy xách tay. bà hứa mà Đấy. Bà hứa ma mà. ba Bà bà hứa hứa mà. ba và mẹ. Tham bần chay chua sở mà họ đang làm gì nhỉ? Cung Cung chùa. chùa. Vậy tham bần chay Cung cung chùa. chùa. Cung chùa. Cung chùa. Vậy. Cung chùa. Nào bây giờ mình chép bài vào nhá, chép từ mới vào. Chua chữ. Các bạn có thể nhìn cô ghi trước nhá, để xem mình viết nét đúng không. Chua chữ này thì thực ra lớp mình đều viết được rồi nhỉ. Tại vì chờ cô một chút nào. Lesson 10. Sao từ mới gì trông cũng không có gì mới thế nhỉ? Tiền não. Tiền não. Hứa đây là nét phẩy nhá. Có chữ nào mình thấy khó khăn không? Mình nhớ là cái nét quấy bao giờ cũng là đế cho nên là viết dài hơn. Ở giữa này thì sẽ ngắn. Đây là bộ nhưng mà cái nét này là nét sổ nha, không phải nét ngang. Cũng không phải là nét phẩy. Chán miệng. Chén miệng là đằng trước. Thế còn đằng sau là gì? Chén là trước. Khâu miệng. Xem cô viết nhé. Khâu miệng. Đây là danh từ hay là tính từ hay là gì đây? Từ tính của nó là gì hả các bạn? Tới tới từ ạ. Đúng không? Phương Anh đây là gì? Chén miệng khâu miệng là gì? Em nghe đó giấy tự. Nó là danh từ chỉ phương vị chỉ là phương way nghĩa là gì? Chỉ vị trí nhá. Thường thì mọi người đều cho rằng là như vậy nhưng mà thực tế nó lại là một danh từ. Chén khâu đều là danh từ hết à? Được chưa ạ? Rồi Lớp mình xong hết chưa? rồi ạ, rồi ạ. Rồi, mình đi tiếp nhé. Đó, có khâu miệng ngay này. Trưa. Trưa thì ở đây mình viết cái bộ ở trên này trước nhé. Đây.
这儿。有。能。做。王芳、谢鹏、芬芬、王发了力哦，汪峰，谢鹏là tạ bằng không? đúng rồi, tạ bằng, đây là tên của hai bạn. Được chưa ạ? Rồi ạ. Em đang chép nốt ạ. Ok. Được rồi nhỉ. À. Bây giờ mình đọc nào. Mình đọc cho cô giáo. Chờ một chút nhá. Mình đọc lại để xem mình đọc đúng không nào. Cả lớp Chán mình miệng. vậy. Cả lớp mình cùng đọc nào. Chán miệng. À, Chán miệng. tuệ. Lý. 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 Bận. 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 Hứa. 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 Điện não. Điện não. Điện não. Sang. 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 Chuột. Chua chữ. Chua Chuột. chữ. Chua chữ. Chuột. Chua chữ. Tại vì là thanh một nên mình đọc là chua chữ. Chuột. Tiếp nào. Gia bằng. Xiệp Phẩm. hồng. Xiệp. Xiệp phẩm. Xiệp Xiệp hồng. phẩm. Quảng. Quảng Phang. Quảng Phang. Quảng Phang. Tuệ. Chuột. 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 Nấng.
Nấng. Nấng. Mấy giỏ. Mấy tuổi? Đấy, mấy giỏ. Mấy nhỏ? Chưa. 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 Hô Hầu miên. miệng. Hô miên. Hầu Hô miệng. miên. Rồi. Đầu tiên là bây giờ đến ai đọc đầu tiên nhỉ? Phương Anh đọc trước cho cô nhá. Đọc cả bận cả lì luôn không? Ok, đọc luôn đi, xong rồi mình sẽ nói chót về vấn đề này nhá. Em đọc luôn cho cô nào. Bận y bận su y bận Hán ngữ su lẻ lẻng bận Hán ngữ su ní xiang ní Nǐ xiǎng ní xiang mài shěn ní mā? ní xiang mài shěn me wǒ xiang mài yī bǎn hān yǔ shū lǐ Gia lǐ. jiā lǐ xuē xiào lǐ yī yuàn lǐ diàn à no zhuò zì lǐ diàn nǎo lǐ Điện não lý. Điện não nỉ. Rồi, ok. Bây giờ thì các bạn sẽ hỏi về đáp về sử dụng những từ này nhá. Bây giờ em có thể hỏi Hiền nhá. Sau đó là Hiền thì lại hỏi Thì An nhá. Nǐ xiáng mài shěn me? Wǒ xiáng mài. Wǒ xiáng mài. Y bẩn han nghỉ su. Phương Anh chú ý sớm mạ thì lưỡi mình đặt vào sâu trong một chút thì nghe hay hơn nhá. Sớm mạ. Sớm mạ. Mà? Đó, nghe nghe hay hơn đúng không? Tiếp nào, Hiền hỏi An nào. Nǐ xiáng mài shěn me? Wǒ shěn mài. Ủa xiáng mạ ấy. Thiên khoa. Ok, tôi sẽ mải một bộ điện thoại. Y bộ thiên khoa. Tại vì là điện thoại thì sẽ có cả sạc thì nó sẽ kèm theo một bộ nên mình gọi là ý phụ. Đúng không? Vâng. Hảo, hảo. Giờ bây giờ em hỏi Phương Anh nhé. Nǐ xiáng mài shěn me? Nǐ xiáng Cái từ mài shěn mā? nǐ xiáng mài shěn me? Wǒ xiáng mài yī fù. Xiáng mài yī jiàn yī fù. Thêm lượng từ vào. Wǒ xiáng mài yī jiàn yī fù. Vậy. Hả? Bây giờ Phương Anh đã hỏi về cái này nào. Cha lì, xuế xiao lì. Nǐ Mình có cái thể này hỏi là nỉ chai nỏ này. Một là mình sẽ hỏi nỉ chai nỏ hoặc là nỉ chai y yuan lì mà. Có hai cách hỏi như vậy. nỉ nỉ chai nọ của chai cha lý nỉ chai y yuan lý mà Nǐ zài yīyuàn lǐ mā? nỉ chai Y yuan lǐ ma? Thúy An trả lời, nǐ zài yīyuàn lǐ mā? Yīyuàn là bệnh viện. Cái cấu trúc trả lời của cái này sẽ là như nào ạ? Nghĩ sai. Nǐ zài yīyuàn lǐ mā? Thế thì mình chép cả cấu trúc hỏi và trả lời nhé. Các bạn có thể ghi vào vở để... Nghỉ tại y院里吗?
Chép vào luôn nhá. Sư tử. Thực ra thì khi mà giao tiếp hàng ngày thì mình chỉ nói là sư tử thế là được rồi. Nhưng mà học hành thì phải tử tế nên mình vẫn nói cả câu là ủa chạy y ạ. Trả lời là ủa chạy y ạ. Còn trong giao tiếp thì nó sẽ dễ hơn rất nhiều ấy. Ở trại y院 lý. Ở trại y院 lý. Hoặc là ở bố trại y院 lý. Ở trại thì phủ định thì là bù thôi. Ở bố trại. Nhớ là bù nhá, không nói là bú trại à. Ở bú trại không nói là ở bú trại nhá. Ở bú trại. Được rồi, nào bây giờ hai bạn hỏi lại cho cô nào. Rồi trả lời cho nó thành một cái đoạn khớp nhau nào. Nghỉ trại y院 lý mà của trại y院đúng rồi đúng không cô? Đúng Bây giờ rồi. em đặt, đặt tiếp câu hỏi đúng không? Em đặt tiếp câu hỏi với cả xuế sẹo lỉ cho Phương Anh nào. Để sao? Đợi em một chút. Cái từ trường học là gì nhỉ? Xuế sẹo đây, xuế sẹo đây. Vâng. Lý trai chuyện sao này nỉ má? Đúng rồi. Ủa, bố trai xuế sẹo. Ủa trai thú sư quản. Ở bố trai xuế sẹo lý, ở trai thú sư quản lý. Nghe nó cũng hơi điêu điêu nhỉ. Ở trai thú sư quản. Lý trai xuế sẹo lý mà. Ở trại xuế sẹo, ở bố trại xuế sẹo, ở trại thú sư quản. Rồi hỏi thêm với thua xử lý với tiên não lý nào.你在 桌子里吗？Thì chạy trước chỗ Anh đó cái này là sao ở ở em cái bàn mà lại nhét cả người vào trong cái bàn thì kinh quá đấy. Nào mình đặt lại nào. Cái gì ở trong trên bàn hoặc là trong bàn, cái gì nhỉ? bây Bây giờ thì sẽ chạy chua từ sang mà, đúng không? Hoặc là bị. Nỉ chua tự lì dầu sớm không? Ừ, thế cũng được mà. Ai trả lời nhỉ? Phương Anh trả lời hộ chị đi. Chị Hỏi lại đi không? Nỉ chua tự lì dầu sớm không? Ủa chua chữ lì chứ nhở? Ủa chua chữ lý. Dỗ. Lý ý. Ý là ở trên bàn có cái gì không? Ừ đúng rồi. Ủa chua chữ lý. Chắc lý yếu. Tiền nào. Đúng rồi. Đây, mình lại chép thêm một câu nhá. Tự nhiên mình quên cái cấu trúc này à? Cái này cũng dễ mà. Nỉ chua xử lý. Hiểu. Sần ma. Chua xử lý.
Hiểu gì? Hiểu gì đấy nhỉ? Tiền Hiểu. À, thế mình có giới từ, à không, gọi là lượng từ. Hiểu gì? Hiểu y thái tiên não. Đó, được rồi. Các bạn đi lấy một cốc nước để uống nhé. Mùa hè này khát nước. ạ. Đó. Bài này thì chắc là cũng không khó với mình nhỉ. Nào mình bây giờ đến ai hỏi câu này nhỉ? An đọc cho cô những cái chữ ở trên bảng nào. Đọc đặt bài hội thoại này cho cô nào An ơi. An quay Em lại đây chưa? ạ, em đây Ừ ạ, đúng em rồi. đây. Hả? Nị chưa sự lĩnh lĩnh gì đây? Hiểu. Lĩnh hiểu sẩm mơ của Chua chưa sự chua chữ ua chua chữ của chưa sự lĩnh lĩnh lý hiểu lý chữ lý á. lý dấu y y Y thái y khải thiên não vậy. lý Tiếp nào. y đợi Ý em tí. trai gì? Ý trai y院里吗? Lý trai y à nỉ ma của trai y yên yên cái từ này nào Ở trại y院里. lý của trai y yên lĩnh của phụ trai y yên lĩnh Ở bố trại y院里. của phụ trai y yên lĩnh Ừ, đúng rồi. Rồi, tiếp nhá. Bây giờ đến Hiền đọc chén mẹ và hậu mẹ. Chén miệng, chai chén miệng, của chén miệng, tha chai của chén miệng. Chén miệng tự rấn, chén miệng na cơ rấn. Chén miệng na cơ rấn sư Lý Lão Sư. Hậu miệng, chai hậu miệng, của hậu miệng, tha chai của hậu miệng. Hậu miền tự rấn hậu miền na cửa rấn hậu miền na cửa rấn sư của hứng nhậu Ừ, đúng rồi, phê sáng hỏ, phê sáng liếu lị. À, An đọc lại nào. trai cô đọc mẫu cho em một từ này Tại chén miệng. trai chén miền của chén miền tha trai của chén miền để em chút Vẫn là chén miệng mà. chén miền tờ Rắn. chén miền tơ rắn chén miền nạ Nạ cưa là rắn nạ. chén miền nạ cưa rắn
Okay. Triển miên đa cơ rẩn.是的，李老师，是李老师，哎。在后面，在后面，在后面，在后面，来不来呀？在后后面，面，在后面，懂在，我后面，懂在，他在我后面。后面的人，后面的人，后面哪个人？那个人，后面那个人？后面那个人？那个我。是的。是我，哎，对，我也不认识我呀。朋友，是我朋友，rồi bây giờ lại hỏi nhá, Hiền hỏi Phương Anh nè, Hiền hỏi về dùng các cái từ này để hỏi bạn nhá. Alo, Hiền ơi. em đang nghĩ cô ấy đợi thì em đi. Mình không có bối cảnh đấy. Chiến miên là chiến miên的人是谁？前面的，前面那个人是我的同学，明白了，toy。前面那个人，我的妈妈，我妈妈，Đúng rồi. Bây giờ em hỏi lại An nhé.前面那个人，cái đoạn này khó quá cô ạ.前面那个人是谁？名前前面那个人是谁？Đầu tiên mình hiểu đã thì mình sẽ thấy dễ hiểu là chén miệng na cơ rẩn sư xoáy nghĩa là gì? Trước Chén người kia là ai? miệng chén miệng chén miệng na cơ rẩn cái người đằng trước kia là ai? Chờ cô viết viết lại chữ chén miệng nhá. Chiến miên đa cơ rắn. Chén miệng nó giống như tiếng Anh ấy, thứ tự của cái tân ngữ các thứ thì nó giống tiếng Anh. Là cơ rẩn sư xoáy. Thì cái na cơ rẩn ở đây là trung tâm ngữ, thì cái người đằng kia này, nhưng người đằng thì tức là cái người đằng trước ấy, cái người đằng trước kia là ai nhá. Đây là cái trung tâm, còn cái này là bổ nghĩa cho cái người ở kia, nhưng cái người kia, nhưng người kia nó là cái người đứng đằng trước mình ấy, thì là ai nhá. Từ thường từ phương vị thì vị trí ở đâu thì là so với người nói, được không? Vậy thì là tức là có một anh B ở đây đúng không? Là mình đây, là cái người hỏi đây đúng không? Và cái anh B là đứng đằng trước. Nhưng mà đang đứng phải là xa xa một chút nhé. Đứng xa xa một chút thì mới là na cưa, tại vì na là kia mà. Thì sẽ hỏi là chế me na cưa rắn sư xoáy, là cái anh B này là ai?
Được, mình hiểu không? Thứ nhất, chén Vâng men ạ. là đằng đằng trước, ngay đằng trước mình thì gọi là chén men đúng không? Thế nhưng mà cái anh C này là đứng đằng sau mình thì sẽ là hô men đúng không? Thì lúc này mình sẽ hỏi là hô men na cơ rần sư sợi, sư si. Đó. Bây giờ mình hiểu chưa? Là mình em cả lớp em đọc. hiểu em hiểu là người đằng trước của người kia, đằng trước của người kia. Nếu mà là như thế thì phải là của chiến miền. Em hình dung là có hai người đúng không? Vâng. Không, không phải là hai người mà chỉ có một người thôi, một người đứng đằng trước mình thôi. Ví Thế dụ thì như của là chiến miền có là gì? của chén men thì là sẽ là đằng trước tôi, nhưng mà chén men na cơ rấn thì sẽ là người ta không nói rõ là ủa, nhưng mà chính là cái người đang nói ấy. Tại vì đây là có bối cảnh em với cả, ví dụ như em với cả Thúy An đang ngồi với nhau nhá, thì xong rồi đây An với cả Hiền là A và B đang ngồi với nhau đúng không? Thế xong có một cái cậu C đằng trước hai người này thì A sẽ hỏi là chẻ men na cơ rần sư sợi đúng không? Thì là cái người kia đằng trước chúng mình này, cái người đằng trước kia là ai? Thì mình sẽ trả lời là na sư của tơ lão sư, chẻ men na cơ rần sư của tơ lão sư, cái người đằng trước kia là giáo viên của tôi. Nhưng mà ví dụ như là Lý lão sư, bây giờ lại khác nhá, Lý lão sư ở chén miệng, Lý lão sư chén miệng à, mình sẽ nói là Lý lão sư chén miệng tờ na cơ rần sư sợi, Lý lão sư chén miệng tờ na cơ rần. Sư sợi thì câu này sẽ là gì? Là người đằng trước của giáo sư ý. Đúng rồi. Thì sẽ là cái người mà đằng trước của Lý lão sư là ai? Mình thấy cái chữ na cơ rần hơi khó hiểu hay sao ấy đúng không? Hay là chữ chén men nó hơi khó hiểu? Là cơ rắn. Đúng rồi, na cơ rần là cái từ chỉ đằng trước này. Chưa cơ rấn thì là người gần mình, còn na cơ rấn Đây. là ở đằng xa bên xa mình. That person đúng không? That person. Đó. Bây giờ các bạn thực hành lại nào. Nào thực hành lại vừa nãy ai hỏi và trả lời lại nào. Vừa nãy Hiền đúng không? Hiền với cả ai nhỉ? Em Ừ Hiền với cả em thực hiện lại Phương Anh nào, hai bạn thực hành lại nào. Mình hỏi người khác đi, đừng lặp lại người này nữa, để cho nó khác đi. Thảo Ma. bảo Ừ. chén miệng na cơ rần sư lý lão sư ma. Lý à, chén miên là ý là người đứng trước giáo viên là ai à? Ờ, Không, chuyện miên là người đằng trước kia có phải là giáo viên của bạn không ấy? à, chén miên là cơ rắn Thì em chỉ sư cần nói là sư, không là sư. à. Sư chén miên na cơ rắn sư Lý lão sư. Rồi, đúng rồi. Nào bây giờ em lại hỏi Thúy An nhé. Nhị chén miên tờ na nhị tờ ma mà chén miên tờ那个人是谁？Phương Anh nhắc lại giúp chị được không? Dài quá không bắt kịp.你的妈妈前面的那个人是谁？
Để tầm mà Ý là đằng trước mẹ chị là ai? rồi. Của ba bà chiến miên của mama có được không ạ? À, ví dụ như những cái câu đơn giản hơn đi cô, tức là mình sẽ không nhắc lại được cả một cái câu dài của họ ấy, Thì mình thì nói là mình tha sự, chỉ cần nói là tha sự hoặc là nó chỉ gọi là tha sự gì đó thôi, nhắc lại như thế thôi. ví dụ như là tha sự của papa có được không ạ? À? Được, tha sự của papa. Vâng, vì là cả cái câu dài đấy em không nhắc lại được. Rồi bây giờ em hỏi lại bạn đi. Chiến miên đã cơm của cưa cửa, ý em là đằng trước anh trai của bạn ý là ai ạ? Vì cơ cửa chế mi an tờ na cơ rắn thì mình thêm đây vào thôi, thêm vào chỗ này thôi. Nỉ cơ cửa chế mi an tờ na cơ rắn sư sấy. Nỉ nỉ cơ cửa chiến miên cái Tờ na cơ đoạn rắn. Nỉ cơ cửa chế mi an tờ na cơ rắn sư sấy. cái phần này chắc là cho em nghe đi nghe lại xong em ấy nhá, cùng cho các bạn làm có được không ạ? À? Em vẫn chưa loát kịp. Ok, thấy Vâng. không sao cả. Tại vì nó có chén men rồi lại còn na cơ rấn lại còn nỉ ma mạ đúng không? Em hỏi đơn giản thôi, chén men na cơ rấn sư sấy, thế là được rồi. Mình hỏi dễ thôi. Để các bạn trả lời nào. Chiến miên đã có rảnh sơ sởi. Chú ý, Thu Hiền. Chiến miên na cơ rấn sư của朋友，Thế, sư hợp朋友à, thế thôi à, mình học với ý mấy dậu. Mấy dậu bây giờ đến Phương Anh đọc đúng không? À, Phương Anh đọc rồi nhỉ. Bây giờ đến ăn đọc nào. Ăn đọc nào. Chị ấy ra rồi. Ồ, sao lại ra nhỉ? Bị ao ra à? Thế Hiền đọc cho chị nhá. Tại vì Phương Anh vừa đọc xong. Mấy dậu Han Yu Su của mấy dậu Han Yu Su mấy dậu Trung Quốc Phấn dậu chờ mấy dậu rấn chưa Của tờ của su. tờ su chạy nọ nỉ tờ su chạy chưa nọ nọ Nọ. nọ Nọ. nọ Ừ, Phương Anh đọc lại nào. mấy dậu Han Yu Su của mấy dậu Han Yu Su mấy dậu Trung Quốc Phấn dậu chưa chưa mấy dậu rấn chưa của tờ su chai của tờ su chai nọ nỉ tờ su chai chưa na nọ Rồi, Thúy An đọc lại nào. Cô em vừa bị thoát ra ấy, cô cho Hiền đọc trước được không ạ? À? Xong rồi em đọc theo ấy ạ. Hiền vừa đọc Hiền, rồi. Hiền đọc trước đi, Hiền đọc trước xong Hiền An đọc sau nào. vừa. Hiền đọc trước đi Hiền ơi, Hiền đọc từng từng chữ một cho An đọc theo nào. Mấy dậu Han Hủy Su. Mấy dậu Han Hủy Su. Của mấy dậu Han Hủy Su. Của mấy dậu Han Hủy Su. Mấy dậu Trung Quốc Phấn dậu. Mấy dậu Trung Quốc Phấn dậu. Chưa mấy dậu rấn. Chưa mấy dậu rấn.
书在哪？我的书在哪？你的书在这儿。你的书在这。哪？Đúng rồi, bây giờ mình tập đặt câu hỏi nhá. Mình lại chia theo nhóm như vừa nãy đi. Hiền hỏi Phương Anh nào. Ní yếu chỉ bẩn hát nghỉ xu. Ní yếu chỉ bẩn hát nghỉ xu à? Bạn có mấy quyển sách ạ? Đúng rồi. Ủa, san bản Hàn Mỹ Xu. Bây giờ em hỏi lại An nhé. Ní dậu. Nếu mà hỏi về người thì chỉ cần ní dậu chung của bấm dậu thôi ạ? Hay là phải thêm Ní dậu mấy dậu Trung Quốc朋友. Ní dậu mấy dậu Trung Quốc bằng dậu của san của dậu san bằng dậu我有三个中国朋友。你有三个中国朋友。đúng rồi. Bây giờ em hỏi Hiền nhé. Thôi em hỏi chút nhé. Em hỏi chút đã. Ní dậu mấy dậu Trung Quốc hứng dậu nghĩa là gì ạ? Bạn có người bạn Trung Quốc nào không? Với dậu thì mình sẽ hỏi là dậu mấy dậu á. Mình xem phim mình có thấy câu hỏi đấy không? Ní dậu mấy Có dậu. mà. Dậu mấy dậu nghĩa là có không? Nó cũng giống là ní dậu Trung Quốc hứng dậu ma. Nó cũng giống là ma thôi nhá. Đây là dạng phủ định đúng không? Vâng, tại vì em không hiểu chỗ này em hỏi. Được rồi ạ. Đúng rồi. Nó giống như là lý dậu Trung Quốc hứng dậu ma thì cũng là lý dậu mấy dậu Trung Quốc hứng dậu. Nhưng mà Là dậu mấy dậu nó giống nhau ấy. Bạn cái có dậu mấy dậu là dạng cái gì mà tương phản đúng không nó là sự lặp lại dậu mấy dậu. Hoặc là sư bố sư. Nghĩ sư bố sư Trung Quốc phẳng. Nghĩ sư bố sư Trung Quốc rắn. Bạn là người Trung Quốc phải không? Nghĩ sư bố sư Trung Quốc rắn. Nghĩ dậu mấy dậu Trung Quốc phẳng nhậu. Thế mình ghi vào nhé. Coi như đây là một cái cấu trúc mình học mới đi. Nghĩ dậu. Để diễn đạt của mình phong phú hơn. Trả lời sẽ là quế dậu. Dậu tao thường thì trong ngắn thì sẽ trả lời trong cái khẩu ngữ thì mình trả lời là quế dậu tợ hoặc là quế mấy dậu. Hoặc là dậu tợ mấy dậu à. Nhưng mà mình học thì mình sẽ nói quế dậu. Trung Quốc bạn nhậu. Còn phủ định thì sẽ là ủa mấy dậu Trung Quốc hứng dậu. Rồi, bây giờ các bạn hỏi lại nhau nhá. Mình chép xong thì mình hỏi lại nhau xong rồi mình áp dụng với những cái khác nhá. Ni yo mei yo gan jue da, wo wei ni da xin.
Ở trong bài hát có một cái câu ní dầu mấy dầu cản chế ta ủa quê nỉ tan xin ý. Trong bài hát cũng có những cái như thế. Em có cảm nhận được rằng anh quan tâm đến em như nào không ấy? Cô thật là lãng mạn. Ý ở mấy ở cản chế ta ủa quê nỉ tan xin. Không mà nghe cô nói dễ thế mà đến khi mình nói cứ như gặp Tại vì thành lưỡi của mình nó vẫn chưa mềm ấy. Mình ngày nào mình cũng phải mang sách ra đọc ấy. Hoặc là mình lấy cái file này ra đọc theo thì lưỡi mình mềm ra ấy. cứng. Cô thấy cái cấu trúc này có thể dùng để hỏi ví dụ như những cái kiểu như là nhà có mấy người hoặc là nhà có chó có mèo không được không ạ? Được có, dùng hết vào đây. Mình ní hiểu mấy hiểu xuống tì chỉ mày. À, cậu có anh chị em nào không? Ní hiểu mấy hiểu hái chữ. Cậu có con chưa? Đó, đều dùng được hết. Bây giờ mình tập đi. Mình tập cho quen đi. Hỏi hỏi A, B, C, Z, X, Y, Z đi. An hỏi Hiền đi cho vui nào. Em đang muốn hỏi là nhà có mấy con mèo, em có con mèo nào không ấy Em thì ừ, ní dầu mấy dầu xẻo mau. kiểu mao thôi ạ. Ừ, ní dầu mấy dầu xẻo mau. À, nhà bạn có mèo không? Ní dầu mấy dầu xẻo mao thế thôi ạ. Của mấy dầu xẻo mau. Tiếp đi. Hiền hỏi An đi. Ní dầu mấy dầu rư bẩn phấn dầu Ừ, đúng rồi. của dầu tợ. Ủa dầu tợ đúng không? Rồi, bây giờ mình hỏi cấu trúc là ủa tờ su chai nọ, sách của tôi ở đâu? Ủa nỉ tờ su chai chưa? Sách của bạn ở đây. Bây giờ mình sẽ áp dụng cấu trúc chai nọ này, mình thay chỗ này vào bằng nhiều cái thứ khác nhá. Ví dụ như là chữ tiền hay là tiền nọ hay là ở sự bất kỳ kiểu hay là nỉ ba bà ma mạ. Nào mình hỏi nào, vẫn xoay vòng hỏi nhanh nào. Nghỉ tờ tiên nào chai nọ của tờ tiên nào chai nọ Nỉ tờ tiền nào trai chưa của tờ bị trai nọ. chưa? Ủa tớ bị sai nọ, trả lời đi em. Anh đâu mới hỏi, trả lời đi. của trai Ủa tớ, nỉ tớ. Em hỏi là sách, à nhầm, bút của em ở đâu thì... Thì trả lời bút của em ở đây nỉ thì nỉ nỉ nở được không? nỉ tờ bị Nỉ tờ say nỉ tờ dạ nỉ tờ truy nã được không? nỉ tờ bị say nở Nỉ tờ bị chai nọ
Rồi, ai hỏi Hiền thêm xe nỏ đi để Hiền trả lời nào. Để tơ Quả tơ. của Vì để đang cũng đang được đang đi tìm đồ mà, đang muốn đi tìm đồ ấy. nha. Của tơ nỉ trai tiên khoa. Của tờ tiên khoa trai nào? Của tờ tiên khoa trai nở. Nghỉ tờ tiên khoa trai trưởng. Đó. Của tờ bẩn trai nở. Bẩn Bẩn xu hay là bẩn gì? Bẩn bỉ Chưa của bị chứ tơ à? bẩn Của chưa bỉ tớ. của tơ sư bỉ chai nở Nhưng mà bỉ của của chưa. Nghỉ tớ chưa bị trai nào. Nỉ nà chưa bị chứ nà chưa bị nỉ nà của nà chưa bị của nà chưa bị trai nào. Tại vì có thêm chữ chỉ cần nói của tờ su trai nào là được rồi, hoặc là của nà bẩn su của nà bẩn su. Sai nào, tại vì mình lại có thêm lựa từ nên và cách dùng nó sẽ khác đi. Của nắp bẩn su sai nào. Mình có một cái app là Little Fox ý. Nếu mà mọi người rảnh mọi người vào đấy đọc ý, mà xong rồi cho bọn trẻ con đọc theo ý, thì mình được gấp đôi lợi ích ý. Mình vừa học xong rồi trẻ con đọc theo, nó cứ học như thế thôi ý. Thì cũng tốt lắm ý. Thì cô sẽ giao thêm bài tập trên Little Fox cho mình đọc nhé, cho lưỡi của mình mềm ra nhé. Vâng ạ. Thì sẽ nỉ tờ su. Nỉ của tờ na bẩn su hoặc là của na bẩn su cũng được nhá. Tại vì những cái gì là sở hữu thì thường là ít khi bị không cần cho vào đâu. Nỉ tờ na bẩn su. Phần này đến phần chỉ phương vị là hơi bị rối. Kia rồi đây rồi ở đâu đúng không? Em toát hết cả môi. Đây lại còn nỉ na bẩn su trên nào. Cái kia của bạn ở đằng kia. Thôi được rồi, cô sẽ cho ở trưa đi cho nó gọi là dạy trưa đi. Nhưng mà mình biết trưa là gì, na là gì chưa? Mình biết rồi chứ đúng không? Chưa là đây. Trưa là đây này. Là kia. Trưa là this ý, là đây này. Còn no là kia. Đọc là nọ. Còn nọ là ở đâu? Thêm mẫu khẩu đằng trước nhé. Là ở đâu? Đấy. Mình nốt lại để mình ôn lại. Cho hôm nay mình học đến đây thôi. Cho mình đỡ căng thẳng. Căng. Để mình check xong rồi mình nghỉ nghỉ nhá. À. Vâng. Ok, Vâng thôi chuyện mình ạ. chạy chuyện. Rồi. Mình Tạm biệt bye lão sư Trai Khi ạ. bye. Lão sư. Bye bye.